một thông tin liên quan đến việc kiểm tra nồng độ cồn. Thưa quý vị, hiện nay có nhiều lý do được các tài xế đưa ra để biện minh cho việc lái xe sai khi đã sử dụng rượu bia, như mới uống thuốc, nhà gần chỉ lái một đoạn đường ngắn, và thậm chí có tài xế còn lớn tiếng tại chốt đo nồng độ cồn, gọi điện cho nhiều người để tác động nhằm xin bỏ qua vi phạm hoặc bỏ lại xe và rời đi. Đơn cử như vào tối ngày 31 tháng 12 năm 2023 và rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2024, đội cảnh sát giao thông số 6 phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội đã phát hiện nữ tài xế có tên độc tắt là T, sinh năm 1977, có nồng độ cồn ở mức 0,025mg trên lít khí thở. Chị T này liên tục giải thích mình đang dùng thuốc dẫn đến có nồng độ cồn. Đáng chú ý, khi gần kết thúc ca kiểm soát, tài xế D tên là được độc tắc sinh năm 1986, liên tục lớn tiếng ở chốt kiểm soát và nhất quyết không thổi kiểm tra nồng độ cồn. Nam tài xế nói nhà không thiếu xe nên không sợ bị giữ. Sau khi được cảnh sát khuyên bảo và giải thích về các quy định, nam tài xế đã nhận sai và chấp nhận ký vào biên bản với mức nồng độ cồn là 0,645mg trên lít khí thở, gấp hơn 1,6 lần so với mức kịch khung. Với vi phạm này, anh D bị xử phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng và tạm giữ xe ô tô 7 ngày.